Hello mọi người, ngày hôm nay thì Hương Giang có một buổi hẹn đi chơi golf cùng với một người bạn của mình. Và bây giờ thì Hương Giang sẽ cho mọi người biết là một cái buổi đi chơi golf bình thường nó sẽ được diễn ra như thế nào nhé. Mọi người cùng theo chân Giang nhé. Thời tiết hôm nay rất là đẹp nha mọi người ơi, trời rất là trong xanh và mát nữa. Trước khi đến sân thì mình sẽ phải đưa giấy kiểm tra đã tiêm 2 mũi vaccine nhé. Ngày hôm nay thì Giang chọn đánh ở sân Thủ Đức, tại vì sân này rất là gần nhà của Hương Giang luôn. Có rất là nhiều xe, chắc là hôm nay cũng đông đấy mọi người ạ. Mình đã vừa đến nơi rồi. Khi đến nơi thì sẽ có một người lấy bộ gậy vào trong cho mình nha mọi người. Và bây giờ thì công việc của mình đó chính là đi vào trong để check in nào. Hello. Trước khi check in thì mình sẽ lấy cái card này nhé. Một lát nữa sẽ dùng cái card này để lấy lại bộ gậy của mình. Số của mình ngày hôm nay là 293. Mọi người cùng vào check in với mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ check in. Đây là thủ tục đầu tiên khi mà đến sân golf, điền tên này và giờ tee time. Ok, cảm ơn chị nhiều. Rồi, bây giờ thì mình vào trong nhé. Ở sảnh sân golf bình thường thì nó sẽ có một cái quầy bán đồ golf như thế này mọi người ạ. Còn bây giờ thì hôm nay Giang có một cái voucher để đi ăn. Mình sẽ quyết định xem là mình sẽ ăn món gì để xem nào. Đây là cơm này, đây là bánh mì này, xôi này. Cơm bánh mì xôi, chọn gì đấy nhỉ? Ok, vậy thì sẽ chọn bánh mì nhá, cho nó dễ ăn mọi người ơi. Lấy thêm một chai nước nào. Cảm ơn chị nhá. Ok, let's go. Yeah, không phải đường này. Nhầm đường rồi mọi người ạ. Ủa sao hát mãi chưa tới ta? Tới sân rồi nè mọi người ơi. Wow, hôm nay thời tiết siêu siêu đẹp lắm mọi người ơi. Thật là tuyệt vời lắm luôn ý. Cái đầu tiên khi mà mình tới sân đó chính là mình sẽ gặp Caddy của mình. Caddy là người mà sẽ xách gậy hộ mình này, cũng như là họ sẽ chỉ dẫn cho mình những cái cách đánh tại cái sân này, vì có thể là mình sẽ không dành cái sân lắm đó mọi người. Có một chị Caddy khác muốn xin chụp hình cùng với Giang. Ok, Giang sẽ chụp hình cùng chị Caddy ấy rồi mình sẽ ra sân nhá. Ok, Giang đóng giả cả tiếng máy ảnh luôn mọi người ạ. Đây là chiếc xe điện. Chiếc xe này thì sẽ sử dụng để mình đi lại ở trong sân. Và thường là các hố sẽ cách nhau rất là xa, cho nên cần phải có xe điện nha mọi người. Bây giờ Giang sẽ bỏ nước lên xe sắp xếp này. Và sau đó thì Giang sẽ kiểm tra, đếm lại gậy một chút. Tổng cộng là Giang có 14 cây gậy để xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Đủ rồi mọi người ơi. Và bây giờ thì Giang sẽ ngồi để Giang chờ em Tâm đến nhá. Em Tâm là một người mà hay đánh golf cùng với Giang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Em Tâm chưa tới cho nên bây giờ Giang sẽ tranh thủ chụp hình mọi người thấy Giang có rất là nhiều hình ảnh trên sân golf đúng không nào? Bởi vì Giang thường là sẽ chụp hình trước khi mà Giang đánh bôi kem chống nắng một chút. Em Tâm tới rồi mọi người ơi. Hello. Ok, hôm nay Tâm mặc một bộ trắng mọi người ạ. Em Tâm chào mọi người nào. Hello mọi người. Ok, và bây giờ thì cái đi của em Tâm cũng đã xuất hiện rồi. Cái đi của em Tâm tên là anh Long mọi người ạ. Và bây giờ thì đã có đủ, chúng mình sẽ lên xe, sắp xếp gậy và đi ra hố đầu tiên thôi nào. Let's go. Wow, hôm nay thực sự là thời tiết rất là đẹp luôn mọi người ạ. Bây giờ thì Giang và em Tâm sẽ chuẩn bị đeo găng tay để chuẩn bị để đi lên phát bóng nha mọi người. Và trước khi đánh thì có rất là nhiều thủ tục nhỏ. Ví dụ như là trời nắng thì mình có thể đeo cái này vào để chống nắng cho cổ cũng như là tai này mọi người này. Tuy nhiên là ngày hôm nay không nắng lắm cho nên là Giang sẽ bỏ ra nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi ra hố đầu tiên thôi nào. Hố đầu tiên của ngày hôm nay thì là một hố par 4 mọi người ạ. Tại sao lại là par 4? Vì nếu như mà mình đánh 4 gậy mà đưa bóng vào lỗ thì mình sẽ được về par. Và bây giờ thì trước khi chơi thì những mọi người golfer á sẽ thường xuyên là khởi động thật là kỹ để cho mình lắc này, lắc hông này, xoay vai này được dẻo hơn, tức là tránh những cái chấn thương về cổ tay đấy mọi người ạ. Và khởi động thật kỹ thì sẽ giúp cho mình ra sân tự tin hơn, cũng như là bảo vệ cho sức khỏe của bản thân mình đấy. Ok, và bây giờ thì Giang sẽ chuẩn bị để đánh cho cú đánh đầu tiên. Và Giang sẽ sử dụng cây gậy cao và to nhất, đó chính là cây gậy driver. Ok, và có một chiếc tee như thế này để mình sẽ đặt bóng cao lên và phát bóng. Tee để dành cho nữ ngoài sân golf đó là tee màu đỏ. Và bây giờ thì em Tâm sẽ bắt đầu trước Giang nhé. Ok. Wow, cũng được mọi người ạ. Ok, và bây giờ đến Giang. Nào, bây giờ mình sẽ nháp một cái để đó. Vẻo ấy cả người mọi người ơi. Hố đầu tiên nên là cơ thể chưa dẻo lắm. Nào. Cũng được mọi người ạ. Bây giờ thì Giang đang nhìn thấy bóng của Giang đang ở dưới cát. Lúc này là Giang đã đánh được 4 cú đánh rồi nha mọi người. Cát là một vị trí rất khó đánh.
Trời ơi, không nghĩ là nó lên được luôn đó mọi người. Ok, bây giờ thì Giang sẽ bắt vào. Bắt là gậy mà để dùng khi mà bóng đã lên tới gần cờ, gọi là ở trên green nhé mọi người. Như vậy thì Giang vừa đánh xong hố đầu tiên, Giang sẽ ghi điểm nhé. Hố này thì Giang về double. Double có nghĩa là Giang phải mất tới 6 gậy để đánh bóng vào lỗ ở trong một hố 3-4. Như thế thì Giang sẽ bị over 2 gậy thì đã gọi là double. Một hố golf thì diễn ra như vậy, trông thì có vẻ dễ đúng không mọi người, nhưng thực ra là nó cũng rất là khó đấy mọi người ạ. Nhưng mà thực ra một buổi đi chơi golf như thế thì rất là vui, cũng như là có rất là nhiều cảm xúc luôn. Thời điểm Giang quay video này thì Giang cũng vừa mới biết chơi thôi, cho nên là cũng chưa có thành thục lắm. Bây giờ thì đã khá hơn một chút mọi người ạ. Một ngày đánh golf ý, thì thường là mình sẽ đánh khoảng 18 hố. 18 hố là cơ bản, còn nếu mà ai có ít thời gian hơn thì sẽ đánh khoảng 9 hố. Và ai ví dụ có nhiều thời gian hơn thì có thể đánh tới 27 hoặc là 36 hố lận đấy mọi người. Như vậy thì Giang và em Tâm vừa rồi là đã đánh 18 hố. Và sau khi đánh 18 hố xong thì bây giờ bọn mình sẽ ra để chuẩn bị đi check out nhé. Sau khi đánh golf xong thì thường là giày golf của mình ý, sẽ dính rất là nhiều cỏ cũng như là bị bùn đất ở trên bề mặt giày cũng như là đế giày. Thì lúc này mình sẽ xịt giày cho thật là sạch nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để đi lên check out nha mọi người nhá. Một buổi đi golf thì thường sẽ diễn ra trong vòng từ 4 tới 6 tiếng, tùy vào ngày hôm đó sân đông hay là sân vắng. Cũng khá là tốn thời gian đúng không nào, nhưng mà thực sự là rất rất là vui đấy mọi người ạ. Trong lúc Giang đi lên check out thì Giang có nhặt được một cái ví ai đó làm rơi. Bây giờ thì Giang sẽ mang ra để gửi ở quầy check in cho ai thấy nhá. Của anh này mọi người ạ. Ok, đây ạ, giải lại cho anh. Ok, cảm ơn anh, không có gì hết. Bây giờ thì Giang sẽ check out để chuẩn bị đi về. Giang đánh từ lúc 1 giờ và bây giờ thì đã là hơn 6 giờ chiều rồi đấy mọi người. Trong một buổi đi đánh golf thì thường là sẽ hết khoảng 3 triệu mọi người ạ. Ở trong đó thì sẽ có tiền sân, rồi có tiền để dành cho cây đi này. Có thể là mình sẽ ăn uống các thứ ở trên sân nữa. Thì thường thường trung bình một buổi đi golf sẽ tốn khoảng 3 triệu đồng. Và nếu mà ngày cuối tuần á, thì có thể sẽ mắc hơn nữa nha mọi người. Và bây giờ thì Giang sẽ đi lấy bộ gậy của mình và lên xe thôi nào. Như vậy là Hương Giang vừa mới chia sẻ xong với mọi người một ngày đánh golf của Hương Giang diễn ra như thế nào. Hy vọng là mọi người sẽ để lại nhiều comment cho Hương Giang biết mọi người nghĩ thế nào về một buổi đi đánh golf nhé. Và Giang cũng rất là hy vọng rằng là mọi người sẽ theo dõi thêm thật là nhiều những video clip cũng như là ủng hộ cho kênh Hương Giang Lifestyle nhé. Và Giang cũng sẽ quay thật nhiều video để gửi tới tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.